hát nè con, hát kìa. Hát kêu kìa. Bữa nay sao lại rồi? Rồi bên mấy cái này hết điện thì sạc đâu chưa? Dạ cái này có bên anh hai thì người ta cũng cho anh cục sạc anh có điện á. Tao sạc hết luôn, nghèo khổ đi sạc mỗi lần sạc bình cũng 8-10 ngàn nè. Rồi tao không cho rồi sạc anh có điện anh sạc. Anh đi kiếm cá cho con cái năng á. Rồi giờ anh đi rồi giờ đưa lại đây cho em sạc đèn con. Ông anh chắc cũng đẹp trai lắm hả? Ông lấy ốm người ta mà lé. Bị lé á. Đẹp giống mình không? Dạ yeah. Giống mình không? À con có giống ấy không? Xấu, xấu hơn chưa? Mặt ánh mặt mỏng còn dài. Hả? Mặt ánh mặt khổng. Mặt khổng hả? Dạ. Lé á. Trời ơi. Dạ, dạ, dạ. Quá rồi, cái khăn đưa cho lau miệng được quá rồi. Cái này, cái này làm gì mà chảy nước miếng vậy? Nó vui, nó muốn màu trắng gì. Ủa mỗi vậy hả? Thì con mừng vậy, con mừng vậy. Mừng à con. Mừng à, chuẩn bị mai mốt à, có điện có nước này ha. Mai mốt có cô cho điện nước này ha. Cho con có điện nước xài ha. Ôi mẹ. Con nó bự nè. Nó mới đây nè. Ghen gấu à. Cho ông không. Bởi vì nó ở đất mà. Nhưng mà đất xình không. Giờ mình tắm. Có bóng đều không? Lữ đen không? Lê lữ rồi. Dịch nó không có coi. Không, còn chết này chắc không rồi. Lê lữ rồi đó. Có cái chót đó. Nó có đốm đốm đâu. Chó này về nhà tường á. Để nhà nó cho không? Chó này tắm là sạch bon à? Tắm rồi nó đẹp lắm. Tại vì nó ở ngoài đất mà. Cho đi về nhà giàu đi. Mai mốt trường đem qua cho chị nha. Dạ. Về nhà giàu ở đi. Rồi em dẫn anh đi vòng ngoài hè đó coi. Nè, đi con đi ha. Vòng ngoài hè bên đây nè, đây ra mấy cái đất em nè. Mương nè. Ẩm em đi được không? Thôi bầm nó ra làm chi. Nè nè mẹ. Về rửa tay đi. Đi rửa tay. Bầm lại đi 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 có sao đâu. Thì mát không? Mát mà ừ, cây ruột này là lớn lâu rồi, dắt ba cuộc sống bây giờ nè. Cây đó cây gì á? Cây chùm ruột. Rồi em là lớn hoài, em nói cái nhà để cái cầm gục đó em mặn dục hoài đâu có nè. Ừ, cũng biết gì đó anh nha. Thì nó ngay cây kèo nhà nữa. Ừ. Nó mặn cái hoài, em là đốn hoài đâu mà em chặt hoài nào, chặt đâu đứt đâu. Chặt hồn hỏi tay quá. Cưa hồi nữa, cất nhà đây rồi cưa luôn. Cưa đây mới làm, cưa nó. Rồi cái ganh bờ em tới chân chỗ mấy đó. Dạ. Nó bọc quanh đây luôn nè, cái nhà anh hai đó, cho anh hai khúc đây, đây hẳn là sao đó. Hai nó cặp mé này nè, dài thẳng như sao nè. Của em còn đây còn nhiêu đây nè. Đó. Đây mới nào, cái khúc này là của em nè. Ừ. Cho anh hai cái khúc này nó còn nhiêu là của bên em đó. Có trời mương dơ trường ơi. Mương này là nước ra vô không được rồi, cứ đẩy đại chứ giờ. Rồi đi ỉa ở đây luôn rồi hả? Dạ. Tại vì bây giờ người ta đang đánh có cái gầu cá mà giờ người ta gào lên trên người ta đâu cho vô nhà đâu. Rồi con cháu đâu có dấu nào đi cầu rồi mới thấy ông cha dượng đi thấy đi mua cá chơi gì hả? Có hả nào? Dạ. Có không? Có cá chơi bây giờ nước cơm mà đi đâu vùi đâu chơi chân. Còn cá dồn ông cơm đi câu á. Đi câu thả xuống câu anh hai văn lưới người mà thả xuống người nào có thì thả xuống ngoài ổng đi câu đó thả xuống. Bự vô. Cái nhỏ mà, cái gì nhỏ mà cầm câu với xong á cái nhỏ như bự hơn cá chốt chút nha. Không có mà giờ nuôi bự chưa? Chưa mới đây à. Rồi mình đĩa xuống nó, mình đĩa xuống nó ăn hả? Dạ, cái đợt trước bự lắm. Đợt trước bự mà cái nước đợt nước nó kiệt nước á. Chết nổ bèo chân em vớt giật. Đợt trước tại vì em nuôi em thả lắm lâu rồi cái mương này cứ để hoài đó. Ừ. Rồi nó bự rồi nó kiệt nước nó chết. Vô. Cưng. Nhà toàn bọng vậy nó đung đưa chân hả mọi người. Nhà này chân chậm vô chắc được chân gì hả? Nó gãy qua cái đố chân này. Nhà toàn này đâu có đâu dưới cây đó mục rồi. Giờ đóng đinh vô không được lấy dây chuyện cuộc mà. Gió này nằm sàn sàn cỡ chứ giờ.
Rồi nó cắt cắt từ chỗ này dài vô hả? Từ chỗ miếng thằng ba này hả? Dạ, miếng ba này thôi, miếng ba này nè, miếng ba này cũng được nữa, mà giữa này cũng được nữa. Ừ. Tại tính hụt vô nữa chứ có làm lộn lộn cũng còn được cái xăng á. Ừ. Xăng được chút đỡ lần nữa, cái dùng băng hiên này kia đồ có chỗ được. Chứ mà nếu mà làm sát quá nữa làm lộ là cái đừng cái mặt lộ cái đường lộ là sát cái nhà cái nền nhà á. Ừ. Còn nhỏ thì không sợ. Đói rồi. Thôi. Đói rồi. Kệ mẹ ơi, cuốn vô cho ngủ rồi. Ở đây nóng lắm mấy con. Để bà nội ai giỏng còn ha. Ô. Cho cưng nè, là cho nè. Bỏng dưới đi. À. Bỏng dưới cho mát cho ngủ. Rồi bà lên lấy đồ lên xuống đi má ơi. Tới giờ rồi. Rồi tới giờ. Cho cưng. Ô quá rồi. Để cho lấy cái khăn kia ha. Trời ơi gớt, đi coi khăn vũ kìa khăn nè. Dục lấy khăn kia đây, khăn đâu hồi em dục lên dân giật. Dạ. Chơi cần nha. Rồi, đi xuống dưới ha, đi xuống ổ ha. Đi xuống ổ chuột nha. Đó. Tới trưa là đem con bé xuống đây ngủ nữa ha mọi người. Đem xuống mé này ngủ chứ thôi nó ở trên nhà thì không có điện, không có quạt gió, nó nóng dữ lắm, quạt tay quạt gì nọ. Em xuống đây nó mát nè. Bà khoai sữa chưa? Nè bà đưa đi con. Để đi cho này pha sữa. Nãy giờ có ngâm nước cái chưa? Rồi. Ngâm cho nó nguội chút ha. Nóng hết trời. Ngủ lắm rồi. Ngủ với mấy xong vậy đó. Pha sữa cho con đi. Dạ. Để cho nước nguội nguội rồi má mẹ bước qua đấy cho nước nguội chưa nè. Có cả ly chưa? Chưa nè. Gì? Dạ. Nước cả ly chị. Lấy nước lạnh cho nó nghe. Nước lọc rồi nè. Thấy được không? Còn không gầy mới khui ghê này nó uống không gầy nó uống được nha đỡ rồi. Rồi ban đêm ai quậy sữa? Em thì em quậy trước khi nó ngủ thì em quậy đấy cho nó nguội rồi em để trong cái hình bình ấy nha. Ừ. Thì cho đầu cái tối nó bú xong rồi đầu cái gì mẹ cho nó bú thì đâu cái em ra em để nước cho nó ấm đi đó khỏi pha lúc này. Ừ. Chế sẵn cho nó ấm ngồi cái hồi cái là vừa bú xong em rửa bình cái pha em chập nữa pha. Ừ. Cái để vô cái bình dưới ấm này nè. Pha đêm pha mấy lần? Đêm dắt đầu hôm thì pha dắt chiều thì pha 1 lần với đầu hôm lần dắt tối pha có 2 lần à. Ừ. Tại dắt đầu hôm em cho nó uống 2 đợt rồi là ngủ rồi. Ừ. Chắc 5 giờ cho nó uống đợt cái 8 giờ cái nè cho nó bú rồi cái giờ tới khuya 1-2 giờ cái cho bú rồi nó ngủ tới 2-3 giờ à là hết vậy nó ào ẹ nó kêu rồi. Ừ. Nghe ào ẹ ẹ nó hết vậy mà hỏi cái gì con như con đâu có nói chuyện.
Trinh hỏi cho nó nguội cho nó con bú luôn. Đi họ pha nước đi. Rồi em lấy nắp rồi được rồi. Để nắp đây lắc lắc lắc. Chắc sữa rồi. Nó mắm chưa? Còn nóng. Nóng rồi. Đâu. Đi được rồi, lắc lắc lên được rồi. Rồi đút vô đi. Còn nóng mà. Cái mượn coi nè. Cái nóng nước nóng, cái này uống không được nóng dữ lắm. Để đi lắc một chút nữa hết không chị? Nghĩ lắm rồi, nó hết rồi, nó càng bú rồi. Ngủ rồi quá giấc rồi nè. Không, vợ em ru rồi ha. Em bây giờ em nó điện về tại nó, nếu mà nó có điện rằng em đâu có dưới máy đâu mà em bỏ số đi, em đổi số khác đi. Cái số rồi, cái số của em tại vì em cho cái số đi mà hồ á. Dạ không có điện hả? Không. Hồi ấy tới giờ nó không có điện nhưng mà nó nhá là bậy bạ chơi dữ rồi đó, chứ điện lại là nó không có bắt máy. Chập tức nè. Chập tức đi chơi đó. Hỏi nó thì nó không nó đi đó, rồi làm gì nó như bữa hổm. Tôi nói mày đi đi. Nóng lắm con, chút mày đi. Mày không biết thương con mày, mày đi đi đi. Mày cắt hà, cắt cái ngay đâu điện tôi đâu. Ca hay quá ngủ rồi đó. Nè, em cắt đi, bỏ vô cái hộp đi cho nóng em. Ừ, chút chút cho nó uống. Thank you.